Xin chào các em, và video ngày hôm nay thì chị sẽ chơi một bức tranh tô tranh cát này cho các em xem nha. Đây là tranh cát loại lớn và nó sẽ có giá là 6.000 đồng. Và để đặt hàng thì các em hãy liên hệ với shop Úc Chibi qua số điện thoại 0937899707 để được đặt hàng nha. Và bây giờ thì chị đã để sẵn 8 cái hũ màu, cái hũ cát màu nè, hai bên để chị chuẩn bị tô cho cái bức tranh này. Và bây giờ thì chị sẽ gửi nó ra nha. Và đây, chị đã gỡ nó ra xong rồi. Thì cách chơi nó cũng khá là đơn giản. Và đây là cái bức hình mẫu để cho chúng ta thích thì chúng ta có thể tô màu theo cái tấm hình này, hoặc là mình có thể tự ý tô màu, miễn sao là cái bức tranh của chúng ta nó đẹp, nó hoàn thành là được rồi. Và bây giờ đầu tiên thì chị sẽ tô cái mái tóc này nha. Cái mái tóc này chị sẽ dùng màu vàng như trong cái bức ảnh này. Chị đã hoàn thành xong bức tranh rồi nha. Mấy em thấy như thế nào? Nó có nhanh, gọn, lẹ và đơn giản, dễ tô hay không? Mà nó lại đẹp nữa. Đó, xong rồi. Cuối cùng thì chị cũng đã hoàn thành xong bức tranh. Và bây giờ mấy em đi nhìn lại đi nha. Đó, chỉ có giá là 6.000 đồng thôi. Và nhớ mấy em muốn đặt hàng thì nhớ hãy liên hệ với Úc Chibi nha, qua số điện thoại 0937899707 để được đặt hàng nè. Hoặc có thể liên hệ qua Facebook và Zalo để được tư vấn miễn phí và đặt hàng một cách dễ dàng hơn. Còn video đến đây thì đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em ở video sau nha. Bye bye.